quý vị, bản tin đầu tiên cho hay Việt Nam sẽ xác minh thông tin tàu Trung Quốc vào vùng biển Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam vào ngày 5 tháng 12 lên tiếng phản ứng trước thông tin Trung Quốc cho triển khai khinh khí cầu radar Vằn Khanh thuộc quần đảo Trường Sa và cho biết sẽ xác minh thông tin về việc tàu hải cảnh Trung Quốc qua lại vùng biển của Việt Nam. Trước đó, thì các báo cáo của Philippines và trang tin South China Morning Post đăng các ảnh vệ tinh chụp được vào ngày 18 tháng 11 cho thấy Trung Quốc đã triển khai khinh khí cầu ra quần đảo đang tranh chấp để thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo phục vụ mục đích quân sự tại đá Vằn Khanh. Phát ngôn nhân Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn giám sát chặt chẽ mọi hoạt động trên vùng biển của Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế. Tàu hải cảnh 35111 là tàu đã vào vùng biển gần bãi tư chính của Việt Nam từ hồi giữa tháng 5 cho đến tháng 10 để quấy nhiễu các hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam tại đây.